Mời quý vị và các bạn theo dõi một thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, ngộ độc thực phẩm là vấn đề thường gặp trong mùa hè với các triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn, sốt nhẹ, đau đầu. Để phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, trang sức khỏe và đời sống của Bộ Y tế lưu ý một số nguyên tắc sau đây. Nấu chín thịt, thịt là nơi trú ngụ của nhiều mầm bệnh, ví dụ như vi khuẩn E. coli thường có trong thịt bò. Nếu không được nấu chín, các mầm bệnh vẫn sống sót và dẫn tới ngộ độc. Giữ vệ sinh. Giữ vệ sinh là một nguyên tắc cơ bản để đảm bảo sức khỏe và việc này đặc biệt quan trọng trong mùa hè. Bạn hãy giữ vệ sinh tốt, rửa tay trước và sau mỗi bữa ăn, đảm bảo vệ sinh khi chế biến thực phẩm. Đặt nhiệt độ tủ lạnh phù hợp. Bạn nên bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh. Nhiệt độ tủ lạnh nên đặt ở khoảng 5 độ để đảm bảo thực phẩm không bị hư hỏng. Bổ sung probiotic. Các sản phẩm bổ sung probiotic là lựa chọn lý tưởng cho ngày hè. Probiotic hỗ trợ tiêu hóa và phòng ngừa bệnh tật. Chúng còn giúp tăng cường miễn dịch. Không ăn quá nhiều, ăn quá nhiều tạo gánh nặng cho hệ tiêu hóa và gây cảm giác khó chịu. Hãy luôn nhớ rằng chất lượng bữa ăn quan trọng hơn số lượng. Tránh ăn uống ngoài đường. Thức ăn ngoài đường thường không đảm bảo vệ sinh, thời tiết nóng nực, ngày hè và vệ sinh không đảm bảo là điều kiện lý tưởng để các mầm bệnh sinh sôi. Vì vậy, bạn hãy tránh ăn uống bên ngoài. Không tự dùng thuốc. Ngộ độc thực phẩm là một vấn đề nghiêm trọng, bạn không nên tự ý dùng thuốc mà hãy tới gặp bác sĩ để được điều trị tốt nhất. nguy cơ mắc bệnh do thừa canxi. Bất kỳ chất dinh dưỡng hay thực phẩm nào dư thừa cũng đều gây ra những bất lợi cho cơ thể và canxi cũng không là ngoại lệ. Một số vấn đề về sức khỏe dễ mắc phải khi dư thừa canxi gồm: sỏi thận. Thừa canxi còn gây quá tải cho thận, nếu vẫn tiếp tục bổ sung quá nhu cầu cơ thể trong thời gian dài sẽ làm tăng nguy cơ sỏi niệu quản, sỏi thận. Bệnh có thể nghiêm trọng hơn nếu không được điều trị kịp thời. Cường giáp các tuyến cận giáp có trách nhiệm kiểm soát lượng canxi và phốt pho trong cơ thể. Khi hormone tuyến cận giáp được sản xuất với số lượng lớn, bạn có nguy cơ mắc bệnh cường giáp. Đây là một tác dụng phụ do dư thừa canxi. Bệnh tim mạch, dùng canxi liều cao có thể làm ảnh hưởng đến nồng độ canxi trong máu gây rối loạn canxi máu và rối loạn nhịp tim. Hơn nữa, do lượng canxi lớn giải phóng nhiều hormone khác nhau gây ra những cơn đau tim, ảnh hưởng đến sự phát triển của tim mạch. Buồn nôn và mệt mỏi, dư thừa canxi sẽ khiến bạn rơi vào tình trạng không tỉnh táo, cơ thể mệt mỏi, trầm cảm, chóng mặt và buồn nôn cắt nước đi tiểu nhiều, giảm hấp thu chất dinh dưỡng, lượng canxi được hấp thu bởi cơ thể tăng sẽ khiến việc hấp thu các chất dinh dưỡng khác suy giảm. thừa canxi sẽ ức chế hấp thu các chất khác như sắt và kẽm, khiến cơ thể có nguy cơ thiếu hai chất này. khi đó cơ thể sẽ không đủ khỏe mạnh để hoạt động, huyết áp thấp và nhịp tim không đều là kết quả của việc giảm hấp thu. rối loạn tiêu hóa, cung cấp canxi quá nhu cầu cơ thể khiến bạn ăn không ngon miệng, đau bụng, tiêu chảy bổ sung canxi quá mức cần thiết sẽ khiến bạn thường xuyên bị táo bón. Lời khuyên cho người dùng thuốc khi bổ sung canxi cần lưu ý: muốn hấp thu canxi thì phải bổ sung cả vitamin D. Những trường hợp đặc biệt: người suy thận, người sỏi thận, phụ nữ có thai hay đang cho con bú, người già yếu, người có cơ địa dị ứng, người có nhiều bệnh lý kết hợp, người có rối loạn nhịp tim lại càng cần có sự chỉ dẫn kỹ càng của thầy thuốc. Nên bổ sung canxi vào buổi sáng đến trưa, tránh uống vào buổi chiều tối vì sẽ gây khó ngủ, nên uống sau bữa ăn khoảng 1 giờ. Cách bổ sung canxi an toàn hiệu quả là qua thực phẩm như sữa, các chế phẩm từ sữa, phô mai sữa chua, tôm, tép, ốc, cua, trứng, sữa, các loại rau màu xanh đậm, đậu, chuối, kiwi. Khi dùng thực phẩm giàu canxi hoặc uống canxi cần hạn chế ăn chung với rau củ quả có vị chát, ngũ cốc nguyên vỏ thực phẩm có chứa oxalat như sô cô la, trà, nước ép hoa quả vì sẽ làm hạn chế hấp thu canxi. Không dùng chung canxi với tất cả các loại sữa và chế phẩm của sữa, đồng thời nên tiếp xúc với ánh nắng buổi sáng để giúp cơ thể hấp thu canxi hiệu quả hơn. Khi uống canxi quá liều, cơ thể sẽ có những biểu hiện như khát nước, đi tiểu nhiều, buồn ói, rối loạn nhịp tim. Khi đó cần uống thật nhiều nước để giảm nồng độ canxi trong máu và nếu tình trạng vẫn xấu thì cần nhập viện ngay. Quý vị và các bạn thân mến, nắng nóng cần đề phòng một số bệnh ở mắt như chắp lẹo, đau mắt đỏ, chấn thương mắt. Những lưu ý để phòng ngừa bệnh về mắt trong mùa hè sẽ là những nội dung chính trong chương trình ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Một thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh truyền hình Hưng Yên hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.